Mình xin phép một phút mình đọc trong một cái bức một đoạn trong bức thư của anh ấy viết cho con. Những ngày đầu ấy thật không dễ dàng gì. Con càng ngày càng trở nên khủng khiếp. Con la hét, đập phá và chạy liên tục. Đêm thì con khó ngủ, rồi lại táo bón và tiêu chảy liên miên. Ba mẹ hoàn toàn bất lực như đang ở trong một vực thẳm tối đen vô tận. Ba đã tuyệt vọng và có lúc ba nghĩ rằng nếu cả hai ba con mình chết đi thì có lẽ chúng ta sẽ bớt khổ. Nhưng điều đó không thể, vì con cần phải có một tuổi thơ bình đẳng như những em bé khác. Điều đó quý giá hơn là tiền bạc mà sau này ba có thể để lại cho con. Anh ngược qua nó như thế nào? Mình xem như cái việc mình có một em bé như thế này nó là số phận. Và mình sẽ phải nỗ lực để vượt qua cái số phận khắc nghiệt đó. Mình nhận ra rằng nếu như mình chết đi thì con của mình nó sẽ rất là khó khăn. Và mình chỉ có một con đường duy nhất, đó là con mình sẽ phải tốt lên. Trong một khoảng thời gian một năm chỉ ở với một người thôi mà con hóng được nhìn cái người còn lại, con nghĩ là con sẽ chọn ai? Cái này nói thiệt nha. Đó là... Hơi căng nha, câu hỏi này hơi khó nha. Dạ, đó là ba ạ. À. Vì sao? Dạ, bởi vì ba là bạn thân của con ạ. À. À, xin chào anh Huấn. Khi nào anh phát hiện ra là cháu có vấn đề? Lúc đó là 27 tháng tuổi. Bé không có chơi chung với tất cả mọi người. Bé không có giao tiếp với bất kỳ một ai trong gia đình. Bé chưa biết nói, bé cũng hay la hét, đập phá lung tung. Em nghĩ lúc đầu mình cũng nghĩ nó là một cái biểu hiện là con mình nó hơi khó tính hơn những đứa trẻ khác thôi. Đúng là như vậy. Lúc đầu tiên á, mình nghĩ rằng là bé nghịch phá hơn các bé khác một tí xíu thôi. Rồi mọi người xung quanh thì nói rằng là bé chậm nói một chút. Mình cũng trông chờ là một ngày nào đó bé có thể nói được, bé có khoảng thể bao nhiêu tốt lâu hơn. Bé mới nói được? Đó là một câu chuyện rất là dài, phải đến gần 5 tuổi. Thế khi nào anh nhận ra đó là một cái vấn đề mà mình phải đối diện một cách nghiêm túc? Sau khi đi khám về một thời gian cũng phải trải qua một cái giai đoạn khủng hoảng. Với bé của mình thì nó có khá là nhiều vấn đề. Ví dụ như là bé hoàn toàn không có nhận biết bố mẹ bé là ai. Bực tức một vấn đề gì đấy thì bé có thể lao đầu vào tường. Thời gian đầu anh chị phải đối diện với điều đó như thế nào? Mình có cảm giác như mình đi trong một cái vực thẳm tối đen và hoàn toàn không có một lối thoát nào. Chị nhà như thế nào anh? Với cái tấm lòng của người mẹ đấy thì mẹ dễ chấp nhận hơn. Đa số á, cái người đàn ông gia trưởng họ hay cho là cái người phụ nữ này có vấn đề. Có bao giờ anh có một cái suy nghĩ như vậy hay chưa? Cái này là cái diễn biến tâm lý chung của hầu hết các gia đình khi đón nhận đứa con mình nó như thế. Lúc đó thì mình nghĩ rằng ô không biết đó là mình thế nào mà có con như thế này. Lúc thì mình nghĩ rằng đó là ô không biết là vợ mình làm sao mà lại sinh ra một em bé như thế này. Ban đầu thì nó rất là hoang mang, thì mình có thể nghĩ nhiều cái hướng tiêu cực lắm. Thậm chí là anh ấy muốn cả hai cha con cùng chết. Mình xin phép một phút mình đọc trong một cái bức một đoạn trong bức thư của anh ấy viết cho con. Những ngày đầu ấy thật không dễ dàng gì. Con càng ngày càng trở nên khủng khiếp. Con la hét, đập phá và chạy liên tục. Đêm thì con khó ngủ, rồi lại táo bón và tiêu chảy liên miên. Ba mẹ hoàn toàn bất lực như đang ở trong một vực thẳm tối đen vô tận. Ba đã tuyệt vọng và có lúc ba nghĩ rằng nếu cả hai ba con mình chết đi thì có lẽ chúng ta sẽ bớt khổ. Nhưng điều đó không thể, vì con cần phải có một tuổi thơ bình đẳng như những em bé khác. Điều đó quý giá hơn là tiền bạc mà sau này ba có thể để lại cho con. Anh vượt qua nó như thế nào? Mình xem như cái việc mình có một em bé như thế này nó là số phận. Và mình sẽ phải nỗ lực để vượt qua cái số phận khắc nghiệt đó. Mình nhận ra rằng nếu như mình chết đi thì con của mình nó sẽ rất là khó khăn. Và mình chỉ có một con đường duy nhất, đó là con mình sẽ phải tốt lên. Anh nói là phải cho đứa bé một cái tuổi thơ bình đẳng với những đứa bé khác. Nên cái điều đó em nghĩ rằng nó là một cái động lực rất là lớn. Anh ơi, bây giờ bé nó có bình thường lại chưa? Bé bây giờ thì cũng khá là ổn. Một số cái khó khăn của bé thì bé vẫn còn. Dạ vâng. Ví dụ như bé khó kiềm chế được cảm xúc. Bé có biết là mình bị như vậy không? Bé có biết. Ngày đầu tiên mình gặp con anh ấy, một đứa bé hoàn hảo, thông minh, tế nhị. Một đứa bé làm cho tất cả các ông bố và mẹ ở trong hoàn cảnh có con em mình mắc chứng tự kỷ đều hy vọng rằng là sẽ đưa con trở lại con đường bình thường. Cái điều không thể sẽ là có thể. Chúng tôi mạn phép được mời đứa bé đó ra đây. Đây là một đứa trẻ mà quý vị nhìn vào trong đó sẽ có rất nhiều ông bố, bà mẹ mong muốn con mình có được cái trí tuệ và cái nhận thức như vậy. Thưa quý vị, đứa trẻ đó sẽ xuất hiện sau vài phút giải lao.
phải làm sao bây giờ? Biểu em á là em chết gì nó em cũng cũng làm, nhưng em không không thể làm được gì. Mình chỉ có một con đường duy nhất thôi, đó là sẽ phải chết. Dạ, bởi vì ba là bạn thân của con ạ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với Gương Hai Chiều. Và như Trấn Thành đang hứa thì một chốc nữa con của anh Huấn sẽ ra trò chuyện với chúng ta. Trước khi mà chúng ta gặp bé thì chắc Thành hỏi thêm một tí. Trong cái cuốn sách của mình á, kể cho em nghe về một cái nhân vật nào mà chị khá là ấn tượng đi ạ. Đó là một người mẹ mới học xong lớp 7. Con cô ấy mắc chứng tự kỷ. Và khi cô ấy tìm đến mình là con cô ấy đã 9 tuổi. Cô ấy sống trong một ngôi nhà trọ. Thằng bé chỉ có, nó cũng biết rửa chén, nó cũng biết thay đồ, nhưng mà biết nhiêu đó thôi, còn ngoài ra không biết gì hết. Và đánh mẹ bầm dập hết. Mà hỏi sao em phải sống như thế này. Thì cô nói là khi mà phát hiện con cô ấy tự kỷ thì chồng cô ấy bỏ đi. Bỏ khi đi ngay khi mà con cô 27 tháng, hàng ngày đi làm, rồi tối đi làm lung tung ở ngoài chợ, em thuê gì làm nấy. Cô ấy nói là người ta hướng dẫn em lên Google để đọc á. Mà chị ơi, em mới học lớp 7 mà, em đọc em có hiểu đâu. Bác sĩ biểu là em mang con em lên để điều trị học trường chuyên biệt, nhưng em có tiền, em có cách nào khác. Em phải làm sao bây giờ? Biểu em á là em chết gì nó em cũng làm, nhưng em không không thể làm được gì. Thành thấy là tình yêu thương của có, quyết tâm của có, nhưng mà không ai ủng hộ hết. Thì đó quan trọng hơn hết là cô không có cái phương tiện nữa. Cũng không có phương tiện. Tại vì kiến thức thì không đủ. Đúng rồi. Kỹ năng về kỹ thuật hiện đại cũng không đủ để mà tìm hiểu thông tin. Quý vị biết là anh Huấn á, để dành thời gian để tìm hiểu, để giải quyết được cái vấn đề này, anh phải ngưng mọi chuyện lại. Như vậy thì cái gia đình của anh phải giảm tất cả mọi chi tiêu và sử dụng cái tiền đã kiếm được từ trước đó như một cái nguồn quỹ, xài cho đến khi nào nó không còn thì thôi. Giảm hơn mười mấy lần cái chi phí sinh hoạt so với trước đó. Em hỏi thật, khi anh quyết định làm cái điều đó, nó là một ván bài. Nếu như anh thất bại, không còn tiền mà con mình vẫn không khỏi, ngay cái lúc mà anh quyết định, anh có nghĩ tới cái trường hợp đó chưa? Mình chỉ có một con đường duy nhất thôi, đó là sẽ phải chiến thắng, đó là sẽ phải tốt hơn. Anh rất thích câu trả lời của anh. Sẽ phải chiến thắng. Chúng ta sẽ được gặp bé ngay bây giờ. Mời quý vị. Ồ, biết chú luôn. Dạ. À, thưa quý vị, xin giới thiệu, đây là phó giáo sư tiến sĩ chuyên gia tâm lý Trần Hữu Đức. Thưa quý vị, đây là chị Trần Thị Hằng, là mẹ của bé. Con ơi. Dạ. Con tên gì? Dạ, con tên là Trần Như Gia Huy ạ. Con học lớp mấy rồi? Dạ, cháu học hết lớp 4 lên lớp 5 ạ. Con giỏi nhất môn gì? Dạ, cháu giỏi nhất môn toán ạ. Con có biết tiếng Anh không? Dạ biết, nhưng mà tuy nhiên thì cũng không biết nhiều cho lắm ạ. Đâu, con biết câu nào con nói chú Thành nghe thử một câu đi. Hello, how are you? Oh yeah, I'm fine, thank you, and you? Fine, thanks. Okay, okay. Bố với mẹ, con thấy là ai khó tính với con hơn? Dạ ba ạ. Khó như thế nào? Dạ ba hay quát con ạ. Quát con trong những trường hợp như thế nào? Dạ, mà dù là chuyện nhỏ ấy mà ba bận quát ạ. Và ba cũng gay gắt với mẹ ạ. À, gay gắt với mẹ nữa hả? Ok, đây là cái lời thú tội. Đây là đại hội vạch mặt, ok. Con nghĩ là khán giả có thích con không? Dạ, thích ạ. Tại sao con nghĩ như vậy? Dạ, bởi vì con quá đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai ạ. Tôi cứ nghĩ tôi là người đàn ông tự tin nhất cho đến thời điểm này. Sau khi tôi gặp bé là tôi quên luôn cái điều đó rồi. Con nghĩ mẹ với cô Việt Hà ai đẹp hơn? Dạ, mẹ ạ. Thế con không sợ cô Việt Hà buồn à? Mẹ đẹp hơn cô Việt Hà với tỷ lệ đó là 0.1% thôi. Rồi cãi cái gì? Trong một khoảng thời gian một năm,
chỉ ở với một người thôi mà có hóng được nhìn cái người còn lại, con nghĩ là con sẽ chọn ai? Cái này nói thiệt nha. Đó là... Hơi căng nha, câu hỏi này hơi khó nha. Dạ, đó là ba ạ. Vì sao? Dạ, bởi vì ba là bạn thân của con ạ. Chúng ta nhìn chị, chúng ta thấy rằng chị rất là hiền. Chị là một cô giáo thưa quý vị. Tôi nghĩ là ở hai người này á, Thành thấy được cái năng lượng từ anh Huấn á, cái năng lượng quyết chiến nó mạnh mẽ hơn. Nếu nói thật á, thì một người phụ nữ như tôi bên ngoài nhìn rất là mềm mỏng. Nếu nói hiền thì cũng có lúc rất là hiền, mà kiên cường thì cũng có lúc phải rất là kiên cường. Những lúc anh ấy xuống tinh thần, mình phải là người nâng đỡ cho anh ấy. 2-3 tuần con không tiến bộ, anh ấy băn khoăn lắm. Anh ấy nói là em, con có tiến bộ không? Thì mình phải tìm mọi cái biểu hiện tiến bộ của con để mà động viên anh ấy, và phải luôn luôn động viên như vậy. Tôi nghĩ là bên trong của chị thì cũng có những cái mà chị phải chiến đấu. Thì con ơi, dạ. Mỗi lần mà con bức xúc á, những lúc đó thì con tự kiểm soát mình bằng cách nào? Đó là quên nó đi. Con có nhiều câu trả lời đáng bất ngờ hơn chú nghĩ. Cái gì con giỏi nhất? Dạ, đó là việc học rồi làm việc nhà ạ. Ồ, con làm được cái việc nhà gì giúp bố mẹ? Lau nhà này, rồi rửa bát này, rồi nấu cơm này. Con nấu cơm được hả? Dạ, đúng ạ. Bằng phương pháp thủ công hay bằng nồi cơm điện? Nồi cơm điện. Hay quá. Quan trọng là cơm con nấu có ăn được hay không? Có chứ. Hay quá. Bây giờ không còn gì để nói nữa, tôi trả chỗ lại, tôi về cái chỗ của tôi. Bây giờ tôi mời chuyên gia nói chuyện với con tôi, chứ tôi không nói được gì nữa. Cái điều mà tôi muốn mọi người ở đây nhìn tới, xin mọi người mở lòng để đừng xem ở đây là con bệnh. Tôi tin chắc rằng là bé nó sinh ra nó thấy nó ổn. Thì thưa quý vị, đứa con nó cũng phải làm quen với cái sự thật rất là mới. Thì cái đó là cái điều mà tôi muốn tất cả những chương trình, những người đang xem chương trình ở đây, nếu như bao dung, nếu rộng lượng, mà tất cả chúng ta phải làm sao cùng với bé, giúp cho bé. Và tôi thích cái tinh thần của ông bố. Ông bố nói không được phép thất bại, phải chiến thắng. Thì rồi khó cửa sẽ tới lúc cửa mở thôi. Em cũng đồng ý với là cái cách của anh đang nói, đó là đứa bé nó bản thân nó cảm thấy nó không có vấn đề, cho đến khi là có một người nào đó cho nó biết là con có một cái vấn đề gì đó con cần phải giải quyết. Như vậy thì bản thân nó đang thiếu phương tiện để giải quyết. Vì vậy cho nên nhiệm vụ của chúng ta là phải trao cho nó cái phương tiện vậy thôi, chứ ngoài ra kỹ năng và nhận thức nó đầy đủ. Bây giờ thế này thưa quý vị, mình phải hỏi thử xem là anh chị đã dùng phương pháp như thế nào để có được một bé Gia Huy như bây giờ. Trên thế giới người ta đã thống kê ở Mỹ thì có khoảng hơn 20 phương pháp. Tuy nhiên với mình thì mình tìm hiểu rất là nhiều và mình áp dụng rất là nhiều các phương pháp khác nhau. Mình có thể tổng hợp và chắt lọc ra những cái gì tốt nhất cho con. Cái đó nó là một quá trình rất rất là dài. Thế những lúc mà bé ngoài tầm kiểm soát, anh chị làm gì để khống chế cái cơn tức giận cũng như những cái hành vi mà quá khích của cháu? Ban đầu thì như mình không thể khống chế được, tại vì bé bật ngửa một cái là bé đập đầu xuống nền nhà rất là nhanh và nhiều cái. Lúc đó thì anh ấy sẽ ôm con vào lòng, ôm thật là mạnh. Có nghĩa là càng phải cho nó thấy được sự yêu thương nhiều hơn. Đúng rồi. Khi mình cũng hỏi câu tương tự như Trấn Thành là con yêu ai nhiều hơn, thì nó nói là con yêu ba nhiều hơn. Nó tại sao con lại không yêu mẹ nhiều hơn mà con lại yêu ba nhiều hơn? Bởi vì là con yêu ba, rồi ba lại yêu mẹ, rồi mẹ lại yêu con. Gia đình họ là một vòng tròn và tất cả mọi thành viên đều thành một khối nhìn về một hướng. Anh nghĩ là ngay cái lúc mà họ bỏ cuộc là thường vào cái thời điểm nào? Có người thì bỏ cuộc ngay từ khi biết. Có người thì sẽ chiến đấu cho đến khi bỏ cuộc. Có người thì đó, có thể là 5 năm, có thể là 10 năm. Bởi vì đừng quên, những bé như Gia Huy nó còn một cái tương lai nữa cơ. Dạ. Quay lại câu chuyện của vợ chồng ở đây, mình thấy họ đã làm đúng một số thứ rất là tốt. Thứ nhất, họ là bạn với bé. Cái đó cực kỳ quan trọng với những bé tự kỷ. Nếu như quý vị hoài nghi
thì đừng có ngồi đó mà đoán. Hãy đưa bé đến những chuyên gia, hãy đưa bé đến gặp những bác sĩ đi, càng sớm càng tốt. Đồng ý 100%. Dạ. Xin phép được hỏi ba và mẹ nè. Nhờ có Gia Huy mà ngày nay ba với mẹ đã khác ngày xưa như thế nào? Cái sự khác biệt lớn nhất đó là cái nhìn nhận về cuộc sống của mình. Mình nghĩ về cái thành đạt đó, nó ở một hướng khác. Và bây giờ mình nghĩ về thành đạt nó ở một hướng rất là khác. Ngày xưa đó, cái khái niệm về thành đạt đó, nó giống như bao nhiêu người. Đó là sẽ phải kiếm được nhiều tiền này, cuộc sống nó ổn định này. Nhưng mà bây giờ cái khái niệm đó của gia đình mình nó khác hoàn toàn. Làm sao để có cơm ăn hàng ngày, có áo mặc, có thuốc uống và sống hạnh phúc với nhau. Chị Hằng ơi, em biết chị là một người mẹ cũng rất là tỉ mỉ và kiên nhẫn với bé. Em thấy là hình như là ở nhà chị có ghi hình lại những lúc bé nó sinh hoạt này nọ luôn đúng không? Chị có thể chia sẻ cho em tại sao chị lại làm cái chuyện đó không? Mình quay nhiều cái clip mà chủ yếu bé làm việc nhà. Bởi vì trong cái tất cả các cái ước mơ của mình được làm bà mẹ bình thường, được con đi thả diều, chạy xe đạp, rồi ngồi trong cái quán xin anh ăn cùng với con, đó là ước mơ lớn của mình. Bởi vì lúc đó con mình không nhận biết mẹ, không cho mẹ ôm. Vì vậy ước mơ của mình là được gặp một bà mẹ bình thường. Cảm ơn chị. Chị biết sao không, em thấy chị với chị Hà cũng đều là những cái người có quá nhiều cảm xúc và rất là nhạy cảm. Tại vì dĩ nhiên mà mình ở gần với những đứa bé như thế này thì mình càng phải kiên nhẫn hơn và nhạy cảm hơn. Giấc mơ lớn nhất của những ông bố bà mẹ có con tự kỷ đó là con họ bình thường, hạnh phúc, biết yêu thương bố mẹ và sống với tất cả những gì mà con đang có. Cái tên sách của mình á, Đánh thức ban mai á, không biết là Việt Hà có muốn gửi gắm cái gì ở trong cái tựa đề của cái cuốn sách như vậy không? Cái mục đích của Hà đó là một lớp người đã bị bỏ quên, nhà trường bỏ quên, tất tần tật mọi người đều bỏ quên, họ được đánh thức, họ được sống với cuộc đời của một con người đúng nghĩa. Hồi nãy tới bây giờ thì Thành để ý chị Việt Hà ấy, quý vị cứ mỗi lần mà anh có cái vấn đề gì xúc động chị cũng lấy tay, cháu nó trả lời một câu trả lời nào mà thông minh chị cũng dịnh nó một cái. Đó có phải là cái cách, một cái thói quen tiếp xúc và trao gửi yêu thương mà chị có được sau một cái khoảng thời gian mà chị tiếp xúc với các cái cháu như vậy không? Thành tinh tế quá. Sau một năm rưỡi mình viết cái cuốn này và mình nhận ra yêu thương thì cúi xuống thật gần, hãy hiểu. Và những cái khoảng cách mà mọi người tưởng là bình thường lắm á, thì đối với những trẻ tự kỷ là một câu chuyện của nước mắt, máu và cái sự vượt ra khỏi cái chết nữa. Và cái hành động như Thành nói là cái hành động mà mình muốn kéo người ta lại gần. Một cái hành động nhỏ, nó là một cái hồi chuông đánh thức cho người ta biết có sự tồn tại của bạn đồng hành. Đúng rồi. Rất là cảm ơn chị Việt Hà đã đến đây với chương trình. Cảm ơn anh Huấn đã rất là mạnh dạn mang gia đình mình đến đây. Đây là lần đầu tiên mà anh dám cho bé nó lên truyền hình. Từ đâu anh có cái quyết định này? Từ khi mà mình gặp cô Việt Hà, mình thấy rằng là mình sẽ phải có trách nhiệm để chia sẻ với cộng đồng. Tự kỷ nó không phải là chấm hết của cả một cuộc đời. Phía trước chúng ta còn rất là nhiều hy vọng. Nếu chúng ta nỗ lực, chúng ta cố gắng thì mọi điều nó sẽ đến. Cảm ơn anh đã đến đây. Bởi vì nếu anh không đến đây, chúng tôi cũng không thể biết được rằng là một đứa bé mà sau một cái quá trình được rèn luyện, được sự yêu thương của gia đình với cái sự kiên nhẫn của bố mẹ thì bé được như ngày hôm nay. Xin dừng lại cái giờ phút này để cho mọi người có thể chia sẻ về những cái ý định của mình cho những cái người sắp tới, những cái người gặp khó khăn. Nếu mình muốn nhất thì mình và đang muốn những chương trình tử tế như thế này được phát sóng. Và những người mà trước kia không hiểu gì về tự kỷ và hiểu nhanh tự kỷ là như thế nào như Trấn Thành, có thêm một người hiểu về tự kỷ như thế nào thì khoảng cách giữa người tự kỷ và người bình thường và con đường hòa nhập nó ngắn lại. Còn anh chị có chia sẻ gì không ạ? Mình xin chia sẻ với các cái phụ huynh có
có cái hoàn cảnh giống như gia đình của mình. Nếu mà chúng ta nỗ lực vì chính dòng máu của chúng ta thì mọi điều tốt đẹp nó sẽ tới. Và rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện của gia đình họ. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho bé Gia Huy. Chú Thành cũng cảm ơn con rất nhiều vì con đã dũng cảm đến với chương trình. Dạ. Bắt tay một cái. Rồi, bắt tay. Ok.